mẹ mấy đời lòng lòng thống phụ kính ơn cha. Vâng, tình mẹ một tình cảm thiêng liêng cao quý, nó luôn hiển hữu trong mỗi người con dành cho đấng sinh thành. Lên non mới biết non cao, có con mới biết công lao mẹ cha. Vâng, đối với tôi, mẹ là một người bạn, một người tình tri kỷ. Vâng, qua hội thi hôm nay, tôi muốn trình bày một bài thơ Mẹ là người, người mẹ thứ hai. Bài thơ như một lời thủ thị, một lời tâm sự của người con dâu đối với mẹ rất chân thành và rất sâu lắng. Vâng, mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con, bởi trước con anh ấy là của mẹ. Anh ấy yêu con một thời trải trẻ, nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ. Mẹ ơi, mẹ sinh ra anh ấy trên đời, hình bóng mẹ lắm sâu vào tim anh ấy. Con chỉ là cơn gió nhẹ, mẹ mới là bến bờ thương nhớ của đời anh. Con, mẹ đừng buồn khi những hoàng hôn, những ban mai. Mẹ đừng buồn khi những hoàng hôn, những ban mai. Anh ấy có thể nhớ con nhiều hơn nhớ mẹ, nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ, mẹ mới là bến bờ thương nhớ của đời anh. Con chỉ là cơn gió mong manh, một người khác có thể thay thế con trong tim anh ấy, nhưng có một tình yêu ấm mỹ cháy, anh ấy chỉ dành cho mẹ. Mẹ ơi, anh ấy có thể sống với con suốt cả một đời, nhưng cũng có thể chia tay ngày mai, có thể. Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ, và lẽ nào con cũng chỉ thứ hai